Hồi thứ 35 Ngoại đạo ra oai, lừa tính thẳng Ngộ không được báu, thắng yêu ma sáng đạo ắt thông trở mình giải thoát khỏi dòng lưới văn luyện biến hóa khó vô chừng đạo trường sinh ấy phải chăng dễ dàng đục trong mấy độ chuyển dần phá toan số kiếp mặt dòng đông tây tiêu Giao ức dạng năm đầy thần quan một điểm sáng ngày sáng đêm bài thơ này ngầm khen cái đạo của tôn ngộ không thật tuyệt diệu ngộ không lấy được bảo bối cất trong ống tay áo mừng nghĩ <laughs> yêu quái khốn kiếp vất giả bắt ta thật là mò trăng đáy nước còn lão tôn muốn bắt hắn thì lại dễ như trở bàn tay <laughs> bèn giấu hồ lô lẳng lặng lẻn ra ngoài đồng hiện thành bản tướng cất cao giọng yêu quái yêu quái đâu mở cửa ra cho ta một tiểu yêu đứng bên cạnh hỏi nè nhà ngươi là ai mà dám tới đây quát tháo om sòm vậy hả hành giả đáp mau mau vô báo với lão ma ranh khốn kiếp của mày là có tôn hành giả. Hành giả tôn đến đây nè. Tiểu yêu vội vàng chạy vào báo. Muôn tấu đại dương, ngoài cửa có một hành giả tôn nào đó đến đó. Mà anh cả sợ nói. Ôi trời ơi, hiền đệ ơi, thôi chết rồi. Sao hiền đệ lại chọc vô cái tổ kiến lửa đó? Sợi dây đang trói tôn hành giả, hồ lô đang gói giả hành tôn mà lại còn có một hành giả tôn nào nữa hay là mấy huỳnh đệ của nó kéo nhau tới đây mà em nói huỳnh cứ yên tâm đi hồ lô của đệ gói được cả ngàn người mình mới gói có một thằng giả hành tôn thì sợ gì cái thằng hành giả tôn nào đó được rồi được rồi để đệ ra gói nó vô cho huynh coi nè. Ma anh nói, nè nè nè, nhưng mà đệ phải cẩn thận đâu nghe. Các bạn cứ nghĩ xem, ma em cầm hồ lô giả, hết như lần trước, hiền ngàn hùng dũng bước ra ngoài cửa. Rồi thì, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ma anh lớn tiếng, quát. Nè, cái thằng khí kia nhà ngươi ở đâu mà dám tới đây là lối om sòm vậy hả hành giả nói <laughs> không nhận ra ta sao ta đây nhà là núi hoa quả quê là động thủy liêm đại náo cả cung thiên lâu rồi thôi phá phách đến nay thoát tai ách bỏ bên đạo theo tăng cùng lên chùa lôi âm cầu kinh theo chính giác gặp yêu ma quái ác trừng trị trổ thần thông cứu thoát đại đường tăng sang phương tây lễ phật tốt nhất thôi hiềm khích ai nấy đều bình yên nếu trêu vào lão tôn thì đời ngươi tối mạng rồi yêu quái nói <laughs> nhà ngươi lại đây ta không thèm đánh nhau với nhà ngươi nhưng ta gọi một tiếng nhà ngươi có dám thưa không <laughs> thì cứ gọi đi rồi ta sẽ trả lời còn ta gọi nhà ngươi có dám trả lời không ta gọi nhà ngươi vì ta có bảo bối là hồ lô có thể gói người còn nhà ngươi gọi ta thì có ăn thua gì <laughs> nè đừng có tưởng chỉ một mình nhà ngươi có hồ lô ngang Lão Tôm đây cũng có hồ lô đó. Lão Tuyết, có thì dơ ra đây cho ta coi. Hành Giả bèn thò tay vào tay áo, rút bảo bối ra, nói: "Đồ yêu quái khốn kiếp, hãy xem đây." Hành Giả dùng đánh nhoáng một cái rồi lại bỏ ngay vào tay áo, sợ yêu quái cướp mất. Yêu quái trông thấy, cả sợ nói ai cha cha hắn lấy ở đâu ra mà giống hết của mình vậy cả <laughs> cho dù cùng tết bằng mây á thì cũng phải to nhỏ thẳng nghiêng khác nhau chứ đằng này thì giống hết như hai giọt nước vậy <laughs> nè hành giả tôn hồ lô của nhà ngươi ở đâu ra vậy hành giả quá tình không biết lai lịch thế nào tiện mồm hỏi lại một câu vậy cho nhà ngươi lấy hồ lô ở đâu ra hả yêu quái không biết là câu hỏi khôn ngoan cứ thật thà trả lời cặn kẽ ngọn ngành hồ lô của ta đó là từ lúc hỗn độn mới chia trời khai đất mở có một vị thái thượng lão tổ quá thân thành bà nữ oa Luyện đá giá trời Cứu giúp đất trời đang trôi nổi Giá cho cả chỗ thiếu trên cung trời nữa Thấy dưới chân núi Cồn Lồn có một loại mây tiên Bèn lấy tết thành quả hồ lô vàng như vậy nè Đó chính là quả hồ lô của lão quân để lại cho tới ngày nay đó Đại thánh nghe xong Cũng theo khẩu khí đó nhắc lại Thì hồ lô của ta cũng ở đó mà ra chứ ở đâu yêu quái hỏi, sao ngươi biết? Thì từ lúc à, trong đục mới chia, à, trời chưa đầy ở phía à, tây bắc, à, đất chưa đầy ở phía đông nam. À, thái thượng đạo tổ quá thân thành bà nữ oa, giá kính à, mấy cái chỗ thiếu ở trên trời. À, rồi đi đi tới à, chân núi Cung Lôn... À, thấy à, thấy à, thấy có một cây mây tiên. À, bèn lấy uh, đang được hai cái hồ lô à, ta được một cái dương nhà ngươi được một cái âm đó <laughs> nói thiệt hay nói giáo đó nhưng mà ta không cần biết là âm hay dương cứ gói được người mới là bảo bối quý à, 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 Đúng 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 nhà ngươi nói chí phải đó nè lão tôn nhường cho nhà ngươi gói trước đó yêu quái mừng lắm dội vàng tung người nhảy vút lên tầng mây đứng trên không trung cầm hồ lô cất tiếng gọi hành giả tôn hành giả tôn đại thánh nghe lập tức thưa liền tám chín tiếng nhưng hồ lô chẳng gói được yêu quái ngã lăn kềnh ra đập chân bóp bụng than ôi trời ơi là trời cứ tưởng là tình đời không thay đổi. Bảo bối này sợ ông chồng rồi, âm thấy dương thì sợ không dám gối. Hành giả cười nói, <cười> Thôi, nhà ngươi thu bảo bối về đi, bây giờ tới lượt lão tôn gọi đây. Bèn tung người, nhảy vút lên mây, dốc đáy hồ lô lên trời, chuối miệng xuống đất, chiếu thẳng vào yêu quái cất tiếng gọi. Ngân giác đại dương! Ngân giác đại dương! Yêu quái không dám ngậm miệng, đành thưa một tiếng, lập tức bị hồ lô gói ngay vào trong. Hành giả dán đạo bùa, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh phụng sắc lên. Trong bụng mừng thầm, nói. <laughs> nè, con trai của bố ơi, hôm nay cũng thử thưởng thức cái món này một lần nghe. Hành giả dừng đám mây nhảy xuống, tay cầm cái hồ lô, chỉ tâm tâm niệm niệm cứu thoát sư phụ, bèn đến thẳng cửa động liên hoa. Đường núi gập ghềnh khấp khển lại thêm hành giả xoải chân bước dội cho nhanh. Nên hồ lô bị lắc, kêu ốc a ốc ách liên tục. Bạn xem, vì sao hồ lô lại phát tiếng kêu chính là do thân thể đại thánh đã trải qua tu luyện công phu không thể nào nhão ngay được Còn yêu quái tuy biết đi mây về gió mới chỉ là có chút phép thuật thôi chưa thoát hẳn người phàm nên dưa vào hồ lô là bị nhão ngay hành giả cứ tưởng hắn chưa nhão cười nói nè con trai của bố ơi không biết là nước đái hay là nước miếng đó <laughs> bố mày lần trước cũng làm như vậy rồi cứ bảy tám ngày nữa nhão ra thành nước hết lão tôn cũng chưa mở nắp đâu có gì phải vội vã ừ nhưng mà không được lỡ hắn chui ra dễ dàng như mình thì sao ha Uhm, cứ một ngàn năm, rồi mở ra xem cũng được. Hành giả tay cầm hồ lô, miệng lẩm bẩm, chẳng mấy chốc đã tới cửa động liên hoa, bèn lắc lắc hồ lô, nghe thấy tiếng kêu, nói. Hệt như tiếng sóc thẻ của ông thầy bói. <laughs> Để lão tôn xem một quẻ, bao giờ sư phụ được ra? Bạn xem, tay hành giả lắc hồ lô liên tục, miệng không ngớt lẩm bẩm. Chu dịch văn dương, khổng tử thánh nhân, đào hoa nữ tiên sinh, quỷ cốc tử tiên sinh. Tiểu yêu trong động nhìn thấy, báo. Tâu đại dương, nguy rồi, nguy rồi, hành giả tôn. Gói nhị đại dương lại vào trong hồ lô, và đang sốc thẻ kia kìa. Mà anh nghe nói hồn bay phách tán, gần nhũng xương mềm, ngã lăn ra đất, khóc nức nở. Ôi trời ơi là trời, hiền đệ ơi, huynh đệ mình trốn khỏi thượng giới, thác xuống trần gian, những mong cùng hưởng vinh hoa phú quý, mãi mãi làm chúa động này không ngờ lão hòa thượng này giết chết đệ cắt đứt tình huynh đệ chúng ta <cười> <cười> tất cả yêu tình trong đồng cũng khóc nức nở trừ bác giới đang bị treo trên xà nhà thấy yêu tình cả động khóc dáng không nén nổi nói nè yêu quái đừng có khóc nữa để lão trừ nói cho mà nghe tôn hành giả đến lần đầu giả hành tôn đến lần thứ hai hành giả tôn đến lần sau ba chữ đảo lộn cũng chỉ là một mình sư huynh ta mà thôi hắn có bảy mươi hai phép biến quá chui vào trong động ăn cắp bảo bối gói mất hiền đệ của ngươi rồi nay hiền đệ nhà ngươi chết rồi bất tất phải khóc than làm gì mau mau quét bếp rửa nồi, làm một ít rau cỏ. Nấm hương nè, mộc nhĩ nè, măng tre nè, đậu phụ nè. Mời thầy trò chúng ta xuống tụng quyển kinh thụ sinh cho hiền đệ của mày đi. Mà anh nghe nói, trong lòng tức giận. Hừ, cứ nói cái thằng trư bắt giới này thiệt thà, thiệt thà cái nỗi gì? Hắn đang giễu cợt chúng ta đó. Nè các con, chưa làm lễ giếng dội, cởi sư bắt giới ra hầm cho thiệt nhừ để ta chén một bữa no nê rồi sẽ đi bắt tôn hành giả báo thù sa tăng oán trách bát giới đó thấy chưa chửi cho sướng miệng đi đã nói huynh đừng có lắm mồm lắm mồm là bị hầm trước bây giờ chú ngốc cũng có phần sợ sệt một tiểu yêu đứng bên cạnh nói Tàu Đại Dương: Thịt bác giới hầm không ngon đâu. Bác giới nói: A Di Đà Phật. Ông anh nào nhân đức quá. Đúng đúng đúng, thịt bác giới ăn dở ẹt ha. Lại một yêu tinh khác nói: Phải lột bỏ da thì hầm mới ngon. Bác giới sợ quá nói: Y y không được không được không được, hầm 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 được hết á, hầm được hết á. Ừ, da xương tôi dài cứng lắm à, cứ hầm đi à, hầm một hồi rồi cũng như hết thôi rồi rồi như vậy là đi đời ta rồi đang ầm ĩ bỗng có một tiểu yêu ở ngoài cửa chạy vào bảo hành giả tôn đang chửi mắng ôm sòm ở ngoài kia mà anh sợ hãi nói ôi trời ơi cái thằng này nó quậy quá đi tụi bay đâu Treo bát giới vào chỗ cũ và kiểm tra xem còn mấy thứ bảo bối. Tên tiểu yêu làm quản gia nói. Muôn tâu, trong động vẫn còn ba thứ bảo bối. Mà anh hỏi. Đó là những thứ gì? Quản gia thưa. Đó là kiếm nhất tinh, quạt ba tiêu và bình ngọc. Mà anh bèn nói. Bình ngọc thì vô dụng rồi. Chiếc bình đó là để gọi người. Thế người thưa là bị gói vào ngay, nay đã đem khẩu quyết dạy cho tôn hành giả để hắn dùng nó gọi huynh đệ trong nhà vậy không dùng được nó nữa cất nó ở nhà mau mang kiếm và quạt ra đây quản gia lập tức mang hai bảo bối ra cho ma anh ma anh cắm chiếc quạt ba tiêu ở cổ áo sau gáy cầm kiếm thất tinh huy động hết yêu quái lớn bé trong động cả thảy hơn ba trăm tên đứa nào đứa nấy dung gậy khua thương cầm dây múa kiếm mà anh đội mũ mặt giáp khoác chiếc áo bào đỏ chói chỉ huy yêu quái bày thành thế trận để bắt tôn đại thánh hành giả đã biết thừa mà em bị nhão nát trong hồ lô rồi nhưng vẫn buộc thật chặt đeo ở bên mình tay cầm gậy sắt bịch vàng chuẩn bị giao chiến bỗng thấy lá cờ đỏ của ma anh bay phấp phới ma anh bước ra ngoài cửa trông hắn mũ đội giải lụa tung bay ngang lưng đai thắt màu mây tươi hồng áo giáp lớp lớp dãy rồng hồng bào đỏ rực lửa hồng choàng dai mắt tròn lấp lánh sao mai râu dài trước gió tung bay loà xòa kiếm thất tinh tay nhẹ đưa quạt ba tiêu dắt che vừa nửa dai đi như mây cuộn trên trời tiếng như sấm sét chuyển dời núi non oai phong lẫm liệt ai hơn hầm hầm dắt lũ yêu con ra ngoài mà anh vội vàng hạ lệnh cho lũ tiểu yêu bay thành thế trận rồi quát con khỉ vô lễ kia nhà người giết hiền đệ của ta hại mất chân tay của ta thật đáng căm giận hành giả quát lại quái vật đáng chết kia cái tính mạng yêu quái của nhà ngươi ta quyết không tha sư phụ sư đệ và con ngựa bốn sinh lên ấy đang còn bị treo trong động lòng ta đau xót không chịu nổi vậy hãy mau mau trả lại cho ta nộp cho ta một ít tiền đi đường rồi vui vẻ tiễn lão tôn lên đường đi thì ta sẽ tha cho cái mạng yêu quái chó má của nhà ngươi yêu quái chẳng nói chẳng rằng cầm bảo kiếm nhằm đầu hành giả chém luôn hành giả cũng dùng gậy sắt đánh lại trận chiến đấu xảy ra ở ngoài cửa động rất khủng khiếp gậy sắt cùng kiếm thất tinh dờn nhau loang loáng trời xanh chớp lòe rầm rầm khí bốc lạnh ghê mịt mù ảm đạm che mờ núi non một bên tình nghĩa anh em một bên nặng nghĩa nặng ơn thầy trò hai bên đều giận không tha đều căm đều oán đều là thù sâu đánh nhau trời thảm đất sầu thần kêu quỷ khóc trăng sao tối sầm một bên nghiến lợi hung hăng một bên căm giận, mắt bừng hào quang. Tiếng lui, dáng điệu hiên ngang, gậy dung kiếm đỡ, nhịp nhàng lại qua. Mà anh đánh nhau với đại dương, hai mươi hiệp liền, không phân thắng bại, bèn dung lưỡi kiếm hồ lớn. Các con, xông ra, hãy xông ra! Hơn ba trăm yêu tinh nhất tề xông lên, dây chặt hành giả vào giữa. Hành giả không chút sợ hãi, múa cây gậy sắt, tả sung hữu đột, đánh trước đỡ sau. Bọn tiểu yêu, võ nghệ cũng khá, càng đánh càng hăng. Khác nào muôn vàng sợi tơ, bao quanh hành giả. Quấn mình quấn chân, không chịu rút lui. Đại thánh cũng bối rối, bèn dùng phép ngoại thân nhổ một sợi lông bên nách trái, bỏ vào miệng nhai nát, rồi phun ra, hô, biến. Tức thì, mỗi sợi lông đều biến thành một hành giả. Bạn xem, đứa cao thì dung gậy, đứa thấp thì múa quyền, đứa bé không biết đánh thế nào thì ôm chặt mắt cá chân, cắn gần, đánh cho lũ tiểu yêu tan tác rơi rụng chúng kêu la ầm ĩ đại dương đại dương ơi thôi rồi rồi thôi rồi rồi chết rồi khó đánh lắm đầy núi toàn là tôn hành giả không hà bọn tiểu yêu bị hành giả dùng phép ngoại thân đánh cho tan tác phải chạy dạt hết chỉ còn trơ lại ma anh bị dây khốn ở giữa chạy quán chạy quẩn, chẳng có đường ra. Hắn sợ quá, tay trái cầm bảo kiếm, tay phải vòng ra đằng sau, rút cây quạt ba tiêu, quay về hướng đông nam, đối diện với ly cung, lấy lửa cạn bính đinh, rồi quạt phành phạch, bỗng nhiên khắp mặt đất lửa sáng rừng rực. Thứ bảo bối này có thể quạt bốc ra lửa ở trên mặt đất. Yêu quái chẳng cần nghĩ ngợi, quạt liền bảy tám cái, tức thì trời thiêu đất cháy lửa bốc cuồn cuộn trận cháy dữ dội lửa này không phải lửa trời lửa núi không phải lò thời cũng không cũng không phải lửa bếp hồng là linh quan lửa lấy trong ngũ hành quạt này chẳng phải quạt phàm cũng chẳng phải quạt người trần làm ra mà là vật quý cực kỳ từ thuở hỗn độn mới chia tạo thành dùng quạt quý quạt lửa sinh chói chang rực rỡ chớp nhằn trời cao đỏ hồng rừng rực làm sao khác nào ráng đỏ dệt bao tơ mành không hề một vết khói xanh chỉ thấy khắp núi đỏ bừng lửa lan thông thành thông lửa cháy đen cây trắc cháy hóa cây đèn chói chang sợ chết thú chạy hàng đàn tiết đôi cánh đẹp chim ngàn bay cao một vùng lửa cháy rào rào suối khô đá bỏng thấp cao đỏ lòe đại thánh thấy lửa cháy dữ dội trong lòng lo sợ nói thôi chết rồi bản thân mình thì đã có cách còn những sợi lông thì gây lỡ chúng rơi vào lửa thì dễ cháy như một sợi lông bèn lắc mình một cái, thu hết lông lên người, chỉ để một sợi lông biến thành một hành giả giả, chạy lánh nạn. Còn mình thì niệm bài chú tránh lửa, tung người nhảy vút ra ngoài, thoát khỏi dòng lửa, về thẳng động liên hoa, để cứu sư phụ. Vừa tới cửa động, hành giả dừng mây nhảy xuống, thấy ngoài cửa lá liệt hơn 100 tiểu yêu gãy chân dở đầu, lòi thịt rách da, nguyên chúng đều bị phép phân thân của hành giả đánh bị thương rên là thảm thiết vì đau đớn đại thánh trông thấy chúng không kìm được bản tính hung hãn bèn dung gậy sắt đánh giết mở đường tiến vào động đáng thương thay bao nhiêu công phu tu luyện thành hình người nay chấm dứt cả chúng lại trở nguyên hình như xưa đại thánh giết hết bọn tiểu yêu xông thẳng vào trong động để cứu sư phụ. Bỗng thấy trong động, động, ánh lửa sáng rực sợ quá, chân tay luống cuốn nói. Thôi, thôi, thôi chết rồi, chết rồi, lửa từ cửa sau cháy lại, khó lòng cứu được sư phụ đây. Trong lúc sợ hãi, hành giả vẫn quan sát kỹ càng. Cha, không phải là lửa cháy, mà là những tia hào quang. Hành giả bèn bình tĩnh bước vào nhìn kỹ, thì té ra là chiếc bình ngọc mở dê phát ánh hào quang trong lòng hớn hở nói ai cha bảo bối quý quá chiếc bình này lần trước tiểu yêu đã từng mang theo lên núi lóe sáng dọc đường mình đã lấy được không ngờ lại bị yêu quái lục soát cướp mất bây giờ để ở đây nên mới lóe sáng như vậy hành giả vớ được bình ngọc mừng mừng rỡ rỡ chưa cứu sư phụ vội mà quay ra ngoài đồng. Vừa ra tới cửa, đã gặp yêu quái cầm bảo kiếm, quạt ba tiêu từ hướng nam đi về. Hành giả không kịp tránh, bị ma anh dùng kiếm nhằm đầu chém luôn, bèn dội vàng tung người, nhảy vút lên tầng mây, biến đi mất tám mất dạng. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện. Yêu quái vào tới cửa động, chỉ thấy lũ tiểu yêu nằm chết lá liệt khắp mặt đất. Sợ hãi, ngửa mặt lên trời than thở. Rồi Kim không nổi, khóc oà lên. Có bài thơ làm chứng rằng Đáng giận loài hầu sao độc ác, thai tiên chuyển thác xuống trần gian. Chỉ do nghĩ bậy rời cung điện, đến nỗi vong hình rớt núi non. Chim nhạn mất đàn tình thảm thiết, yêu tinh tuyệt tộc lệ chan chan bao giờ yêu quái đầy hang động trở lại nguyên hình đến ngự quan mà anh đào xót mãi không thôi vừa đi vừa khóc vừa kể lễ như vậy bước vào động thấy đồ đạc vẫn nguyên si chỉ một nỗi vắng tanh vắng ngắt không một bóng người nỗi đau thương càng thêm thê thảm mà anh ngồi một mình trong động gục mặt xuống chiếc bàn đá để bảo kiếm bên cạnh bàn dắt quạt ba tiêu ra sau lưng tái tê sầu não ngủ thiếp đi lúc nào không biết thật đúng là khi vui thần trí thảnh thơi khi buồn rầu rĩ chán đời ngủ luôn lại nói chuyện tôn đại thánh nhảy vút lên tầng mây đứng trên đỉnh núi định tìm cách cứu sư phụ bèn cất kỹ bình ngọc vào mạng sườn trở lại động liên hoa thám thính thấy hai cánh cửa động vẫn mở xung quanh lặng ngắt như tờ hành giả rón rén lẻn vào trong động thấy yêu quái gục mặt xuống chiếc bàn đá ngáy khò khò chiếc quạt ba tiêu thò ra khỏi vai che kính một nửa gáy chiếc kiếm thất tinh dựa bên cạnh bàn bèn bước rón rén tới gần rút lấy cây quạt rồi quay đầu quát to một tiếng chạy dục ra ngoài vì cán chiếc quạt mắt vào tóc yêu quái làm hắn thức giấc hắn ngẩng đầu nhìn biết hành giả lấy trộm chiếc quạt rồi vội vàng cầm kiếm đuổi theo đại thánh đã chạy ra ngoài cửa cài quạt vào bên mạng sườn hai tay múa tích cây gậy sắt đánh nhau với yêu quái trận này dữ dội lắm yêu ma thật hung hãn khí giận ngút trời cao nuốt hành giả khó sao nên bụng đầy khí uất bèn chửi ngay khí độc cứ đùa mãi người ta giết mẹ em người ta còn ăn cắp bảo bối phen này quyết trị tội sống chết một phen này đại thánh cũng chửi ngay đồ ngu si dốt nát học trò tranh thầy giáo, trứng dám chọi đá sao? Rồi bảo kiếm dung cao, rồi gậy sắt quay tích. Đánh nhau thật khủng khiếp, xá kể gì nghĩa nhân. Qua lại đánh rất hăng, tiếng lui, khoe võ nghệ. Chỉ vì lấy kinh kệ, lễ Phật ở Linh Sơn. Nên kim hỏa tương tranh, nên ngũ hành khắc sát thì oai và trổ phép, đá lở và cát bay, đánh nhau đến tối ngày, yêu ma thua chạy trốn. Mà anh đánh nhau với đại thánh tới ba bốn chục hiệp, lúc trời đã xế chiều. Không chống cự nổi, bị thua trận, chạy tuột về hướng Tây Nam, vào thẳng động áp lòng, chuyện không nói nữa. Đại thánh lúc ấy mới dừng mây nhảy xuống, vào thẳng động liên hoa cởi trói cho đường tăng bắt giới và sa tăng ba người thoát nạn cảm tạ hành giả rồi hỏi yêu ma chạy đâu rồi hành giả đáp ma em thì bị gói trong hồ lô rồi chắc bây giờ nhão ghét ma anh thì mới bị thua trận chạy vô núi áp long ở phía tây nam còn cái lũ tiểu yêu trong động thì một nửa đã bị lão tôn dùng phép phân thân giết chết sạch rồi một số chạy về cũng bị lão tôn giết cho nên lão tôn mới vô được đây cứu mọi người đó đường tăng nghe vậy nói các đồ đệ ơi hành giả vất vả vì chúng ta quá hành giả cười nói thì cũng vất vả thiệt đó nhưng mọi người bị treo đau đớn nên lão tôn không thể ngồi yên được còn tất bật hơn cả người phu trạm chạy trác hỏa tốc đó nghe. Vô vô ra 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 vô vô, bôn ba mấy lượt mới ăn trộm được bảo bối, dẹp được yêu quái đó. Trừ bác giới nói, Nè, sư huynh, sư huynh đem hồ lô ra cho chúng tôi xem một chút được không? Chỉ sợ mà em đã nhảo nhét hết rồi. Đại thánh cởi bình ngọc, sợi dây kim tuyến và quạt ba tiêu mang ba thứ ra cho mọi người xem trước rồi sau mới lấy hồ lô cầm trong tay nói đừng có xem lần trước hắn đã gói lão tôn vào trong này bị lão tôn xúc nước bọt lừa cho một cú hắn mở nắp ra mới thoát ra được đó bây giờ mà mở nắp chỉ sợ hắn nhân cơ hội chạy mất thì công tôi bốn thầy trò rất vui vẻ vào cả trong động tìm gạo nước rau cỏ, nhóm bếp nấu bữa cơm chay, ăn uống một bữa. Mọi người ngủ luôn trong động, đêm ấy bình yên. Chẳng mấy chốc, trời đã sáng. Lại nói chuyện, ma anh chạy vào núi áp long tập hợp tất cả yêu quái lớn nhỏ, kể lại chuyện mẫu thân bị giết, người em bị gói, lâu la bị giết sạch, bảo bối thì bị lấy cách thế là bọn nữ quái oà lên khóc nức nở Đầu xót một lúc lâu ma anh nói tụi bay đừng có khóc nữa ta vẫn còn cây kiếm thất tinh đây muốn tập hợp tất cả nữ binh lại ra phía sau núi áp long mượn thế lực họ ngoại quyết bắt bằng được cái thằng tôn hành giả để báo thù nói chưa dứt có tiểu yêu ngoài cửa vào báo Tàu Đại Dương, Đức, ông cậu đã mang binh tới sau núi. Ma Anh nghe nói, dội vàng mặc bộ đồ tan phục, ra đón tiếp, cung kính. Nguyên, ông cậu già này là em ruột mụ già, tên gọi Hồ A Thất Đại Dương. Nghe tiểu yêu tuần núi báo cho biết, người chị đã bị tôn hành giả giết chết, rồi biến thành hình chị, ăn cắp bảo bối của đứa cháu ngoại. Nên ngay hôm ấy, hắn đến núi Bình Đính đánh địch. Hắn dẫn hơn 200 yêu tinh bản động đến giúp sức. Nên mới kéo đến nhà chị trước để hỏi tin. Vừa tới cửa, thấy ma anh mặc đồ tan phục. Cả hai đều khóc oà. Khóc lóc hồi lâu, ma anh sụp lại cậu, giải bày mọi việc. A à thất vô cùng căm giận, lập tức hạ lệnh cho ma anh thay đồ tan phục cầm bảo kiếm điểm hết nữ quái tập hợp một nơi rồi cởi gió mây nhằm hướng đông bắc thẳng tiến tôn đại thánh đang bảo sa tăng sửa soạn bữa cơm sáng ăn xong sẽ lên đường bỗng nghe thấy tiếng gió rít bèn ra ngoài cửa xem thấy một đoàn yêu tinh đang từ phía tây nam đi tới hành giả hoảng sợ vội có người chạy về gọi bác giới. Sư đệ ơi, sư đệ, yêu quái đem diện binh tới rồi kìa. Tam Tạng nghe nói, sợ hãi tái mặt, hỏi. Thật vậy sao? Đồ đệ, um, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Hành giả cười, nói. Sư phụ cứ yên tâm, yên tâm, đem hết bảo bối của chúng lại đây cho con đại thánh buộc chặt hồ lô, bình ngọc vào bên sườn, cất sợi dây kim tuyến vào tay áo, cắm quạt ba tiêu vào sau vai, dặn sa tăng bảo vệ sư phụ, cứ việc ngồi yên trong động, rồi hai tay múa tích gậy sắt, bảo cả bác giới cầm đinh ba, cùng kéo ra ngoài động nghênh địch. Bọn yêu quái bày thành thế trận, chỉ thấy có thất đại dương đứng đầu hắn mặt đẹp râu dài, mày rậm tai nhọn, đầu đội mũ kim khôi, mình mặc áo giáp, tay cầm kích phương thiên, lớn tiếng mắng. Hỡi con khỉ to gan khốn kiếp kia, tại sao dám lừa người? Ăn cắp bảo bối, giết hại quân ta, lại còn dám chiếm đóng cả phủ động nữa. Hãy mau mau đưa cổ ra chịu chết để ta rửa mối thù giết chị ta. Hành giả mắng lại. Cái đồ yêu quái hèn hạ chết dẫm kia. Chưa biết tài nghệ của ông ngoại họ tôn nhà ngươi hả? Chớ có chạy ngang. Nhận của ta một gậy đây. Yêu quái nghiêng mình tránh. Rồi dung cây phương thiên kích đánh lại. Hai bên đánh qua đánh lại nơi đầu núi được dài hiệp. Yêu quái sức yếu. Thua trận bỏ chạy. Hành giả đuổi theo, bị ma anh ngăn lại, đánh nhau ba hiệp. Lại thấy hồ A à Thất quay trở lại cùng đánh. Bác giới trông thấy, vội vàng dùng cây đinh ba chính răng chặn lại. Một chọi một, đánh nhau một lúc, không phân thắng bại. Ma anh bèn quát, giang một tiếng, bọn tiểu yêu nhất tề xông lên dây đánh. Lại nói chuyện, tam tạng ngồi trong động liên hoa nghe thấy tiếng reo hò dậy đất bèn gọi sa hòa thượng con mau mau ra xem các sư huynh đánh nhau được thua thế nào sa tăng bèn giác trượng hàng yêu chạy ra hét giang một tiếng xông ngay vào đánh giạt lũ yêu tinh a à thất thấy tình hình bất lợi quay đầu bỏ chạy bị bác giới đuổi theo kịp bổ một phát đinh ba vào lưng lũng toạt chính lỗ, máu tươi phun ra như suối. Đáng thương thay, một chân tính linh thiên trở về đường cũ. Bác giới vội vàng lôi sát lại, cởi áo ra xem. Thì té ra là một con cáo thành tinh. Mà anh thấy ông cậu bị giết chết, bèn bỏ hành giả, cầm bảo kiếm xông vào đâm bác giới bác giới múa đình bà đỡ lại. Đang đánh nhau, sa tăng cũng sấn vào, giác bảo trượng nện thật mạnh. Yêu quái không địch nổi, vội vàng nhảy lên mây, bỏ chạy về hướng nam. Bác giới sa tăng đuổi theo ráo riết. Đại thánh nhìn thấy, cũng dội vàng nhảy lên tầng mây, cởi bình ngọc ra, chụp theo ma anh, gọi. Kim giới đại vương! Kim giới đại vương! mà anh cứ tưởng bọn tiểu yêu thua trận gọi mình, bèn quay đầu ới một tiếng, bị Bình Ngọc hút ngay vào. Hành giả giáng đạo bùa, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh phụng sắc lên miệng Bình. Thành bảo kiếm bị rơi xuống đám bụi, cũng vào tay hành giả nốt. Bác giới đón hành giả, hỏi. Sao? Sư huynh lấy được bảo kiếm chưa? Yêu quái chạy đường nào rồi? Hành giả cười nói. Xong rồi Bị ta đựng vô trong chiếc bình này rồi Sa tăng bác giới nghe nói Vô cùng mừng rỡ Lúc ấy yêu ma đã bị quét sạch Mọi người vào trong động Báo tin vui cho tam tạng Núi đã sạch bóng yêu ma Xin mời sư phụ cởi ngựa lên đường Tam tạng mừng vui khôn xiết Bốn thầy trò ăn cơm sáng xong thu xếp hành lý dắt ngựa tìm đường sang phương tây cả đoàn đang đi bỗng từ gian đường có một người mù xông ra túm lấy đầu ngựa của tam tạng nói hòa thương hòa thương đi đâu trả bảo bối lại cho ta bác giới hoảng quá nói thôi chết rồi lão yêu đến đòi bảo bối kìa hành giả nhìn kỹ thì hóa ra là thái thượng lão quân bèn vội vàng tiến đến lạy chào kính chào lão quân <laughs> ngài đi đâu vậy vị lão tổ vội vã bay ngay lên tòa sen bằng ngọc đứng thẳng giữa tầng trời cao thẳm nói tôn hành giả trả lại bảo bối cho ta đại thánh cũng nhảy lên tầng không hỏi bảo bối nào hồ lô là thứ đựng linh đơn của ta bình ngọc là thứ đựng nước của ta bảo kim là thứ ta dùng luyện ma chiếc quạt ta dùng quạt lửa sợi dây kim tuyên là cây đai thắt áo bào còn hai yêu quái ấy một là tiểu đồng coi lò vàng một là tiểu đồng coi lò bạc chúng đã ăn cắp bao bối của ta trôn xuống hạ giới ta đang đi tìm đây nay nhà ngươi lập công bắt được rồi phải không <laughs> ngài làm quan lâu năm mà vô lễ quá. À. Ngài đã thả lỏng cho người trong nhà làm điều sằng bậy. Phải xử ngài cái tội cai quản không nghiêm đó. Không liên quan gì đến ta. Chớ có trách. Việc này là do Bồ Tát ở ngoài biến. Ba lần hỏi mượn ta đưa chúng xuống đây để thử thách thầy trò các ngươi xem có thật lòng sang phương tây không đại thánh nghe nói nghĩ bụng bồ tát thiệt kỳ quá khi trước cứu thoát lão tôn xong dặn ta bảo vệ đường tăng sang phương tây lấy kinh ta nói đường xá xa, xa xôi trở ngại còn hứa với ta rằng khi nào ta gặp nạn sẽ thân hành tới cứu Vậy mà bây giờ lại sai yêu ma ngầm hại. Thiệt bực mình quá. Nếu không có lão quân đến, ta quyết không trả đâu. Bây giờ ngài đã nói như vậy, thì ta phải trả thôi. Lão quân nhận lấy năm thứ bảo bối, mở miệng hồ lô và bình ngọc, thấy bay ra hai làng khí tiên, lấy tay chỉ, lại biến thành hai tiểu đồng, kim và ngân, đứng hầu hai bên rồi thấy muôn đạo hào quang sáng chói bay đi. Thật là phơi phới trở về cùng đầu suốt, tiêu dao lên thẳng trời thượng la. cùng không biết hồi sau xảy ra chuyện gì tôn đại thánh bảo vệ đường tăng thế nào bao giờ mới tới được tây phương xem hồi sau sẽ rõ